Đây các bạn, đây mình nuôi cá trong trong vườn quýt nha các bạn. Tại vì thường là nuôi vườn quýt là không có nuôi cá được, mà mình nuôi được nha các bạn. Mà cá này là cá mình câu thả không á. Đó. Cá chê, cá dồ, cá rô. Bự hết rồi, con nào nấy bự hết rồi. Câu thả không đó, cá dồ tính chắc hàng ngàn quá. Cá chê thì chắc cái trăm trong ngoài bự hết rồi, rồi thả rồi nó nhỏ 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 nó bự hết rồi, ba hầm gì đó nha các bạn. Đó rồi nó ăn nè. Đây mình qua hầm thứ hai nè các bạn. Đây cá dồ còn cần tí, tí rưỡi tí bảy hết rồi. Cá mình câu không ấy mà câu tay không nha, không câu máy nha. Đây, thường đi câu rảnh cái đi câu nửa tiếng tiếng đồng hồ. Cái bữa 5 con 10 con 20 con gì đó cái đổ xuống đây. Cái cho nó ăn lai gai. Nhiều khi á cách 2 ngày 3 ngày gì đó vẫn khoảng thao này nè. Thao này chắc khoảng ký không tới ký. Thấy chưa? 30 nữa nha, còn mưa bên kia nữa. Câu không à. Bởi vì nhiều khi không ai tin đó. Cá mình câu đó. Câu tay không. Cá mà xong thì đầy. Cái câu mình thả, đây cũng có con mớ cá chê này các bạn. Đó thấy không? Nó đưa râu đó. Đưa râu cá chê. Đa số là vườn quýt thì không có thả cá được, tại vì xịt thuốc hóa học thì nó sẽ chết. Còn mình thì không xịt hóa học, mình xịt sinh học không à. Ra là vẫn mình vẫn nuôi được. Con cái sinh học thì khi thuốc nó mắc mình không có lời. Thanh vườn hả? Hay là cắt cạnh? Ừ, nhóc. Đây là mương, mương thứ ba này các bạn. Đó. Cá chê cũng bự hết rồi. Đó đó, cá chê bự hết. Đó. Vậy? Mua 8 ly mà không biết sao đưa này nè. 6 ly luôn. Tôi nói 8 ly mà nghe 6 ly rồi. Đây có trong dừa nữa. Có một con ta tượng trong dừa này khoảng ký. Ở ngoài có một con thì khoảng 700 gram. Đó, 30. Rồi. Chúc cái đi đánh biệt quay cho các bạn coi nha. Rồi chào. Đây trên bờ mình trồng nè các bạn. Cam sành. Cam sành, mít. Đây, mít đây. Xen mít vô hết đây các bạn. Mít bự hết. Mít này đang để trái, chuẩn bị để trái. Cam thì bắt đầu xuống rồi. Xuống màu. Dưới hai cặp hai bên mé thì cam dây. Đây. Thêm cái nữa là cặp mé mương thì quýt đường. Đây là trái lại rồi rồi. Cây đỏ hết trơn. Suy sụp hết. Giá bèo quá. Mé mương mình trồng cắm dây. Đây cắm dây nè, cắm dây chín lên nè các bạn. Đây. Đó, cái đực này đằng này được tấn ngoài vậy đó. Giá bèo quá các bạn ơi. 8-9 ngàn, 10 ngàn. Lúc có giá được 12-13 ngàn thì mình lại là không có cam. Đó, cái đùm đùm trong các bạn. Nhiều lắm. Tấn mấy. À, chín hết rồi các bạn. Mềm tay hết rồi. Này là hái được hết rồi. Đùm đùm luôn kìa. Nông dân khổ trăm bề. Còn cái clip trước là nay ăn ớt hiểm đây không phải mình, cái đó là ấy nha, một số bạn thắc mắc sao đúng bẻ gốc uổng
Nhưng mà anh các bạn biết đó, ớt hiểm thì chỉ có ăn như vậy đó, nó mới sống thôi. Cái cây ớt hiểm nếu muốn ăn được lâu thì các bạn ăn đừng tiếc, mỗi lần ăn các bạn cứ cắt một cái nhánh, bẻ nhánh thì nó đâm tược mới, thì cây ớt hiểm nó sẽ còn rất là lâu nha. Còn cái ăn các bạn mà hái trái chỉ ăn qua ăn được, cây ớt hiểm rụi chết luôn. Đó là nguyên nhân thôi sao mà mỗi lần ăn mình cứ quất quất gốc, hay là mình bẻ một nhánh vô mình ăn, thì cái nhánh đó nó tức thì nó sẽ ra tược mới, thì sẽ mình ăn rất lâu dài. Bởi vì hồi nay chứ không phải là nay mình ăn tàn sát kiểu đó chết luôn ạ. Mà trong vườn của mình cũng nhiều nữa, thành ra là cứ ăn vậy là vô tư. Bẻ nhánh vô mình ăn thì cái nhánh kế bên nó sẽ đâm tược, thì đâm tược thì mình ăn cái cây ớt nó sẽ rất là lâu. Rồi chào các bạn nha, chúc đi đánh các bạn coi nha, chúc đánh biệp bên đây các bạn coi nha. Hôm nay trời đang chuyển mưa đánh trời mưa luôn chứ sao giờ. Rồi chào các bạn. Rồi quay kèo này nha các bạn, có trời nắng rồi.
9 con các bạn ơi. Kết thúc clip quay. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn clip sau nha.